Quý vị khán giả thân mến, với mục đích là để tưởng niệm cũng như là để ghi nhớ công ơn của sư tổ Nguyễn Mạnh Đức, pháp hiệu là Nam Hải Chân Nhân, người đã khai sáng môn phái Hồng Gia Việt Nam, một môn phái đã được lưu truyền cách đây hơn 40 năm, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới. Thì ngày hôm nay tại Đức Võ Đạo Đường Hồng Gia Việt Nam đã tổ chức lễ giỗ tổ sư tổ Nam Hải Chân Nhân. Sau đây Xuân Quỳnh xin mời quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh sau. Đến tham dự buổi giỗ tổ ngày hôm nay, ngoài sự tham dự của các võ sư cũng như là các môn sinh, đặc biệt còn có sự hiện diện của tân thị trưởng thành phố Garden Grove, ông Bảo Nguyễn. Để hiểu rõ thêm về sư tổ Nam Hải Chân Nhân cũng như về lễ giỗ tổ ngày hôm nay, trưởng môn Lý Hồng Thái chia sẻ vài điều. Tôi là Lý Hồng Thái, đề nghị trưởng môn Thế. Bữa nay là ngày giỗ tổ của thầy Nam Hải Chân Nhân. Tất cả anh em ở trên thế giới quy tụ về đây, Nga, Mỹ và Canada, tất cả mọi người các xứ nước khác đều về đây trong ngày nay. Và bữa nay ngày giỗ tổ kỷ niệm thành lập dòng phái là do đệ nhất trưởng môn là Nam Hải Chân Nhân. Cháu nội của sư tổ Nam Hải Chân Nhân cũng là đại diện ban tổ chức chia sẻ về môn phái Hồng Gia Việt Nam. Hồng Gia Việt Nam là một môn về khí công và nội công, gốc có từ La Phù Sơn, tỉnh Quảng Đông, bên Trung Quốc. Bây giờ đã được thầy Nam Hải Chân Nhân cũng như là ông nội soạn thảo và đưa về nước Việt Nam mình để mà truyền bá cho cộng đồng Việt Nam cũng giống như cộng đồng Việt ở hải ngoại bây giờ. Thì Hồng Gia Việt Nam đã hoạt động ở trên nước Mỹ này 20 năm hơn và bây giờ vẫn còn đang tiếp tục giới thiệu ra tất cả các nước khác ngoài nước bạn cũng như Nga. Bên người Nga họ rất là yêu quý cái môn Hồng Gia Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam mình thì có hai cộng đồng về sức khỏe, thì người lớn tuổi họ sẽ tập về dưỡng sinh Hồng Gia Việt Nam, cũng như thanh niên trẻ thì sẽ học về bên võ thuật. Để mở đầu buổi giỗ tổ ngày hôm nay cũng như để buổi giỗ tổ thêm phần sôi động, đoàn múa lân Trung Tinh Đường đã thể hiện màn biểu diễn. Để giúp quý vị đến tham dự hiểu rõ hơn về sư tổ Nam Hải Chân Nhân, đại diện ban tổ chức chia sẻ về tiểu sử. Xây dựng buổi trẻ dũng mãnh, sáng suốt, chân chính và nhân ái, để đến khi có tuổi trưởng thành sẽ là những bậc trưởng thượng đầy đủ trí tuệ, tráng kiện và gương mẫu. Đó là ước vọng, tâm huyết thôi thúc cho sự không ngừng sáng tạo và dấn thân trọn đời của sư tổ Nguyễn Mạnh Đức, pháp hiệu Nam Hải Chân Nhân. Chúng ta xá bà xá. Làm mời thầy tắm nha. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là những hình ảnh của lễ giỗ tổ sư tổ Nam Hải Chân Nhân, người đã khai sáng môn phái Hồng Gia Việt Nam, một môn phái đã tồn tại cách đây hơn 40 năm. Và hy vọng rằng trong tương lai thì môn phái Hồng Gia Việt Nam không chỉ phổ biến tại Việt Nam mà còn ở rất là nhiều nơi trên thế giới nữa. Xuân Quỳnh, VTV, tường trình từ Garden Grove, Nam California.